Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương dâng hương tưởng niệm liệt sĩ và thăm các gia đình chính sách tại thành phố Huế. Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo số lượng chất lượng đội ngũ giáo viên theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Giảm áp lực ùn tắc sau khi điều chỉnh giao thông từ kết nối khu vực phía trong và bên ngoài kinh thành Huế. Kính chào và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Huế ngày mới thứ sáu ngày 21 tháng 7. Vừa rồi là những nội dung chính trong chương trình và bây giờ là phần tin chi tiết. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Chiều qua, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương và đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế. Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng lãnh đạo tỉnh đã thỉnh chuông tại tháp chuông hòa bình, cầu nguyện quốc thái dân an. Trong không khí trang nghiêm, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã thành kính đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ, dành một phút mặc niệm tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Sau phút mặc niệm, các đại biểu đã viếng và thắp hương từng phần mộ liệt sĩ với lòng thành kính và tri ân sâu sắc tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân, đã cống hiến trọn đời mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn phường An Tây, thành phố Huế. Phó Chủ tịch Quốc hội đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và động viên đối với những hy sinh đóng góp của gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm và ưu tiên dành nguồn lực để thực hiện các chính sách đối với người có công với cách mạng. Với gia đình hộ nghèo khó khăn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương động viên và hy vọng với sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, cuộc sống của người dân sẽ vơi đi phần nào khó khăn, ổn định cuộc sống. Festival nghề truyền thống Huế 2023 diễn ra từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5, được đánh giá là một kỳ festival thành công, để lại nhiều kỷ lục, nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách. Hội nghị tổng kết Festival nghề truyền thống Huế 2023 được tổ chức vào chiều qua là dịp để thành phố Huế rút ra những bài học kinh nghiệm để có thể tổ chức tốt hơn các kỳ Festival nghề sắp tới. Tham dự có Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định. Với chủ đề tinh hoa nghề Việt, Festival nghề truyền thống Huế quy tụ 21 nhóm nghề và 350 nghệ nhân thợ thủ công làng nghề đến từ 69 cơ sở nghề và làng nghề truyền thống trong cả nước. Trong 8 ngày diễn ra festival, lượng khách đến Huế đạt khoảng 120.000 lượt, thu hút trên 300.000 lượt người tham quan mua sắm với tổng doanh thu hơn 20 tỷ đồng. Đây cũng là sự kiện kinh tế văn hóa lớn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với thành phố Huế, tiếp tục khẳng định sự chuyên nghiệp của thành phố trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa lễ hội mang tầm quốc gia và yếu tố quốc tế. Sau gần 20 năm tổ chức, Festival nghề truyền thống Huế năm nay tiếp tục để lại nhiều dấu ấn đặc sắc và có tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội, các doanh nghiệp, cơ sở làng nghề. Thông qua không gian tôn vinh nghệ nhân và làng nghề, Festival nghề truyền thống Huế 2023 còn thể hiện trách nhiệm của chính quyền thành phố Huế trong việc phát triển thị trường đầu ra cho sản phẩm doanh nghiệp, cơ sở nghề, tạo điều kiện để các làng nghề tiếp tục hồi sinh và phát triển. Cùng tại buổi tổng kết, ban tổ chức Festival nghề truyền thống Huế đã trao giấy chứng nhận và bằng khen cho nhà tài trợ và các đơn vị cơ sở nghề tham gia. Sáng qua, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với Sở Nội vụ Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin tuyên truyền về tín ngưỡng tôn giáo tại Thừa Thiên Huế. Tham dự có 150 chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên truyền đạt những thông tin cơ bản về chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo và tình hình tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, thông tin về pháp luật có liên quan đến tôn giáo và những vấn đề cần quan tâm, tín ngưỡng và công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, nhận diện và đấu tranh đối với hoạt động lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo vi phạm pháp luật. Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, hiện nay Việt Nam có 41 tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận tư cách pháp nhân. Tình hình tôn giáo cả nước cơ bản ổn định và theo hướng tuân thủ pháp luật, nhận thức của tổ chức cá nhân tôn giáo có nhiều chuyển biến tích cực. Qua hội nghị nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng thông tin tuyên truyền về tín ngưỡng tôn giáo, các quan điểm, đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, những giá trị của tín ngưỡng tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời xây dựng nhận thức đúng đắn của xã hội về tín ngưỡng tôn giáo và các chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết của người tham gia công tác truyền thông về tín ngưỡng tôn giáo, từ đó nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo. Sau 2 ngày làm việc khẩn trương tích cực với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân huyện A Lưới khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2023 này sẽ thoát khỏi 74 huyện nghèo của cả nước. Tham dự kỳ họp có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn. Đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, sự đoàn kết thống nhất của các tầng lớp nhân dân trong huyện, thời gian qua nền kinh tế của huyện đã từng bước được phát triển nhưng chưa bền vững, tiến độ triển khai thực hiện một số công trình dự án trọng điểm chưa đạt yêu cầu. Những tháng còn lại của năm 2023, A Lưới xác định tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế xã hội, các công trình trọng điểm thuộc ba chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo gắn với an sinh xã hội bền vững, phấn đấu đến cuối năm 2023 đưa huyện A Lưới thoát khỏi 74 huyện nghèo của cả nước. Kết thúc kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện đã thảo luận và thông qua 7 nghị quyết quan trọng, bao gồm nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng Nhân dân huyện, nghị quyết về việc đẩy mạnh các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023, nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2022, nghị quyết về thông qua điều chỉnh đồ án quy hoạch chung đô thị A Lưới mở rộng đến năm 2035 và một số nội dung quan trọng khác. Trưởng ban dân vận tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài đi thăm mô hình dân vận khéo tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở xã Hương Xuân, huyện Nam Đông. Những năm gần đây, phát huy lợi thế của địa phương, trình độ thâm canh và kỹ thuật chăn nuôi được tích lũy trong quá trình lao động sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhân dân trên địa bàn huyện đã đầu tư xây dựng và mở rộng các mô hình phát triển kinh tế, đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Trong đó nổi bật là mô hình chăn nuôi heo lấy sừng và dúi. Đồng chí Nguyễn Chí Tài, trưởng ban dân vận tỉnh ủy đã đánh giá cao tinh thần mạnh dạn đầu tư, nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của các mô hình phát triển kinh tế, qua đó tạo công ăn việc làm và mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người lao động địa phương. Đồng thời chia sẻ và động viên các chủ mô hình cố gắng khắc phục những khó khăn. Đồng chí cũng đề nghị các ngành chức năng hỗ trợ các mô hình kỹ thuật chăn nuôi, con giống, thức ăn, chế phẩm sinh học để mở rộng mô hình chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao. Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tạo mọi điều kiện cho các chủ mô hình tiếp cận với nhiều nguồn vốn vay để giải quyết khó khăn tại đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Chiều qua, Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức đại hội lần thứ tư nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã không ngừng chăm lo cho đoàn viên và người lao động vào các dịp lễ Tết với hơn 1.800 suất quà cho các gia đình đoàn viên, công nhân viên chức lao động, hỗ trợ học bổng cho 2.000 con em đoàn viên, công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi, trẻ em nghèo, khuyết tật với tổng số tiền hơn 950 triệu đồng. Công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với các đơn vị quan tâm hỗ trợ những gia đình đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng. Công đoàn ngành đã vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động đóng góp hơn 200 triệu đồng hỗ trợ chương trình mái ấm công đoàn. Đại hội lần này có nhiệm vụ kiểm điểm sâu sắc và toàn diện sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017-2023. Xác định mục tiêu phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, bầu ban chấp hành khóa 4, bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp số 2, số 3 tại khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt, tổng diện tích cả hai khu công nghiệp là hơn 400 hectare thuộc địa bàn xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc và có quy mô 15-17.000 lao động. Hai khu công nghiệp này có tính chất tập trung, đa ngành, trong đó ưu tiên phát triển công nghiệp năng lượng, điện, điện tử, công nghiệp phụ trợ và các dịch vụ hậu cảng phục vụ cảng Chân Mây, phù hợp không gian kiến trúc cảnh quan khu vực lân cận, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững. Theo phân khu được xác định, khu công nghiệp số 2 nằm ở phía tây khu vực lập quy hoạch với quy mô khoảng 223,5 ha, có chức năng bố trí các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp kỹ thuật cao và thân thiện môi trường, trong đó có bố trí khu vực dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.
trung tâm điều hành dịch vụ phụ trợ chính của khu vực phát triển công nghiệp tập trung của khu vực. Khu công nghiệp số 3 nằm ở phía đông khu vực quy hoạch với quy mô diện tích khoảng 186 ha. Nơi đây có chức năng bố trí các nhà máy, sự nghiệp công nghiệp, kho bãi và các dịch vụ hậu cảng phục vụ cảng chân mây. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp năng lượng, điện, điện tử, công nghiệp phụ trợ. Để chuẩn bị cho năm học mới với nhiều thay đổi, đặc biệt là sách giáo khoa các khối lớp 4, lớp 8 và lớp 11, ngành giáo dục đang tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học trên địa bàn. Sở Giáo dục và Đào tạo cam kết đảm bảo số lượng và chất lượng của đội ngũ giáo viên dạy các khối lớp áp dụng sách giáo khoa mới năm học 2023-2024. Những đánh giá ban đầu của giáo viên về sách giáo khoa mới cũng chính là những thông tin được phụ huynh và học sinh đặc biệt quan tâm vào thời điểm này. Những ngày qua, hơn 600 cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã được chủ biên các bộ sách giáo khoa hiện hành trực tiếp tập huấn bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 4, 8 và 11 năm học 2023-2024. Đa phần cán bộ quản lý, giáo viên bày tỏ sự phấn khởi và hào hứng tại được tập huấn này. Bởi chính những chia sẻ hữu ích của chính các chủ biên đã giúp ích rất nhiều cho việc xây dựng kế hoạch dạy học, định hướng giảng dạy trong các giờ học để học sinh có thể phát huy tối đa phẩm chất, năng lực theo định hướng chương trình mới trong năm học sắp tới. Bên cạnh đó, giáo viên nắm rõ cấu trúc sách và học liệu bổ trợ, cách triển khai của phương pháp giảng dạy. Qua đó, các thầy cô giáo có thể sử dụng và dạy được tốt bộ sách. Được tham gia cái chương trình tập huấn sách giáo khoa mới cùng với những cái giáo viên là chủ biên biên soạn sách thì thực sự là đã mang lại cho chúng mình rất nhiều cái lợi ích. Thứ nhất đó là qua cái chương trình tập huấn thì giúp mình nắm rõ cái chương trình sách giáo khoa mới, rồi hiểu rõ được yêu cầu chương trình, cấu trúc nội dung sách của các môn học, rồi từ đó thì giúp mình lựa chọn được cái phương pháp hình thức tổ chức dạy học, giúp mình cái xây dựng được cái kế hoạch dạy học phù hợp, và để từ đó thì hình thành được cái năng lực và phẩm chất cho học sinh theo cái chương trình 2018. Tại cái buổi tập huấn này thì trước hết là chúng tôi được thông tin đầy đủ về những cái điểm mới của chương trình sách giáo khoa, cụ thể là của bộ môn lịch sử, và những cái điểm mới trong cái cách thức kiểm tra đánh giá theo cái thông tư 22, và các cái báo cáo viên ấy là cũng nhận mạnh rõ hơn cho chúng tôi những cái đúng và cái chưa đúng trong thực tiễn một năm mà giáo viên ở các trường thực hiện cái kiểm tra đánh giá cũng như là thực hiện cái đổi mới chương trình theo cái thông tư 22. Và do vậy qua cái buổi tập huấn thì chúng tôi nhận được rất là nhiều cái kiến thức hữu ích, và mong rằng các cái bộ sách cũng có cái hình thức tập huấn là trực tiếp như thế này để giáo viên có cái cơ hội tương tác trực tiếp và trao đổi những cái thắc mắc của mình được giải đáp một cách đầy đủ và cụ thể hơn. Song song với việc tập huấn giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng lựa chọn xong giáo viên dạy lớp 4, lớp 8 và lớp 11 năm học 2023-2024 đảm bảo đủ số lượng, có đủ năng lực, phẩm chất dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Trước đó, các trường cùng giao trách nhiệm cho các giáo viên cố gắng gọi ý kiến trong quá trình thẩm định các bản thảo sách giáo khoa triển khai trong năm học mới, cũng như tập huấn theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến để giáo viên sử dụng thành thạo sách giáo khoa. Chúng tôi thấy rằng là tỉnh và Sở Giáo dục rất là quan tâm tới cái công việc là tập huấn cái chương trình và có cái kế hoạch định hướng từ rất là sớm, ngay từ trong hè, đầu hè và một số năm thì là giữa hè thì chúng tôi đã có cái công văn để mà chuẩn bị cái nhân lực cho cái quá trình tập huấn để cho các trường phổ thông là định hướng cái con người cụ thể tham gia quá trình tập huấn. Và tinh thần là tất cả giáo viên mà sẽ tham gia giảng dạy chương trình phổ thông mới thì đều sẽ tham gia tập huấn để biết cái tinh thần của chương trình, nội dung của chương trình, và tất cả những cái giáo viên tham gia đó có thể là chưa trực tiếp giảng dạy trong cái thời điểm đầu năm nhưng mà họ có thể thay thế ở những cái thời điểm khác phù hợp. Thì đây là một cái sự quan tâm rất là kịp thời và hiệu quả của tỉnh đối với giáo viên để giúp cho chúng tôi thực hiện tốt hơn cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chúng tôi cũng không chỉ là tập huấn qua các cái chương trình tập huấn trực tiếp này mà thông qua các cái chương trình trực tuyến, chúng tôi cũng tổ chức nhiều cái khóa tập huấn để thầy cô giáo làm sao đó có các cái được tập huấn thì giúp cho thầy cô hoàn chỉnh được các cái điều kiện để tổ chức thực hiện cái chương trình phổ thông mới 2018. Từ thực tế triển khai dạy chương trình mới các năm học trước,
nhiều giáo viên và lãnh đạo các trường cho rằng để việc triển khai chương trình mới đạt hiệu quả, cùng với tổ chức tập huấn cho giáo viên về nội dung chương trình, thì quan trọng là giáo viên phải được tham khảo ý kiến và được giải thử sách giáo khoa. Bên cạnh đó, quá trình nghiên cứu, tìm hiểu cấu trúc, nội dung của từng bộ sách chính là điều kiện thuận lợi để giáo viên có cái nhìn thật cụ thể và giúp cán bộ quản lý cũng như đội ngũ giáo viên tiểu học đảm bảo kiến thức, kỹ năng để sẵn sàng tâm thế triển khai dạy học sách giáo khoa mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 bắt đầu từ năm học 2023-2024. Thưa quý vị, hạ tầng giao thông không theo kịp tốc độ phát triển của các phương tiện giao thông đã và đang làm gia tăng tình trạng ùn tắc, đặc biệt là ở khu vực nội đô. Chính vì vậy, việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên nhiều tuyến đường sẽ phần nào làm giảm ùn tắc, tạo thuận lợi cho người dân di chuyển trong các giờ cao điểm. Ghi nhận của phóng viên thời sự sau một thời gian điều chỉnh giao thông từ kết nối khu vực phía trong và bên ngoài kinh thành Huế. Cửa Hữu, phường Thuận Thành, trước đây vào giờ cao điểm, khu vực này luôn trong tình trạng ùn tắc giao thông bởi lối đi hẹp. Hai phương tiện ô tô không thể tránh nhau trên cầu. Từ khi tổ chức phân luồng giao thông một chiều đối với xe ô tô và xe tải không quá 3,5 tấn từ Lê Duẩn vào Yết Kiêu thì tình trạng ùn tắc cục bộ hầu như không còn. Người và phương tiện giao thông thuận tiện xuyên suốt ngay cả trong giờ cao điểm. Vừa rồi có điều chỉnh lại thì mình thấy cũng hợp lý hơn. Vì trước đó là cái đoạn cửa đồ hòn cho xe ra, rồi cửa hòn cho xe ra luôn thì mình đi những phương tiện xe ô tô đi vòng rất là xa, muốn vào được trong thành nội thì cũng đi xa. Giờ bên chính quyền của bên ủy ban họ thay đổi biển báo thì mình thấy hợp lý hơn. Là vì cửa đồ cho ra mà cửa hụ cho ra luôn thì cũng được, thành cho vô thì mình thấy hợp lý hơn. So với trước đó rất là nhiều. Nhiều ý kiến cho rằng việc phân luồng giao thông các tuyến đường tại khu vực nội đô thời gian qua đã cải thiện ít nhiều tình trạng ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, tại một số khu vực sau khi thí điểm điều chỉnh phân luồng đã xuất hiện không ít bất cập. Đơn cử như tại khu vực cửa Chánh Tây, phường Tây Lộc, sau khi thí điểm tổ chức phân luồng thành hai chiều đối với xe ô tô và xe tải dưới 3,5 tấn, thì khu vực này thường xuyên bị ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm bởi người và phương tiện giao thông tại khu vực này rất lớn. Nói chung là tôi cũng là góp ý thôi. Là đường này mà hai chiều là cũng được rồi. Vì cũng được rồi, vì xung quanh đây là xe cổ quá rồi. Nhiều mà hơn xe chúng ta lập ra rất nhiều. Theo kiến nghị của mình nghĩ thì những cái giờ cao điểm thì nên một chiều. Có giờ cao điểm thì một chiều thôi. Còn những cái giờ như dòng đi làm thì ví dụ như 7 giờ cho tới 7 rưỡi. 6 giờ tới 7, 6 rưỡi cho tới 7 rưỡi là một chiều. Còn những cái giờ khác thì phân luồng khác. Thì qua theo dõi thì hiện nay các cái cổng thành đi đã đạt chiều đó là giao thông là đi lại cơ bản là đảm bảo. Riêng cửa Chánh Tây thì hiện nay là do tổ chức phân luồng hai chiều đối với ô tô là vẫn còn ùn tắc cục bộ vì do hai đường cầu hẹp, hai bên đường cầu rất hẹp. Thì trong thời gian tới cùng với các ngành phòng quản lý đô thị sẽ tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố cái phương án tổ chức có thể là cấm đổ thêm một số đoạn đường dẫn đi vào cầu và sẽ điều chỉnh lại cái giờ cũng giờ cao điểm có thể là bổ sung không cho các phương tiện đi hai chiều. Cùng với phương án phân luồng giao thông, thành phố Huế đang áp dụng nhiều giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đó có phương án thí điểm cấm các biển báo cho phép đậu xe theo ngày chẵn lẻ. Tuy nhiên, với sự gia tăng về lượng phương tiện lưu thông như hiện nay, thì để giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc giao thông khu vực nội đô, về lâu dài cần có một quy hoạch mang tính bền vững. Do nhu cầu của người dân là tăng cao đối với phương tiện ô tô, hàng năm thì trên hai con số, cho nên là cái vấn đề mà dừng đổ ô tô là một cái nhức nhối của chính quyền địa phương, trong khi cái hệ thống hạ tầng giao thông là không tăng. Trong nội đô thành phố thì đường là chật hẹp, mà mở rộng cho đúng lộ giới, cho đảm bảo các quy hoạch thì rất khó, kinh phí rất lớn, và trong thời gian này thì rất là gặp nhiều khó khăn. Thì vừa qua thì phòng đô thị tham mưu cho lãnh đạo ủy ban thành phố tổ chức phân luồng là cho phép đổ ngày chẵn ngày lẻ đối với các phương tiện này. Tuy nhiên là đó là vấn đề tình thiết ban đầu. Về lâu về dài thì cũng kiến nghị các ngành quan tâm là bố trí các hệ thống giao thông tỉnh như là sẽ xây dựng cái hệ thống các nhà xe cao tầng hoặc là tầng hầm để đảm bảo về vấn đề đổ cho cái phương tiện ô tô này. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục thí điểm triển khai phân luồng cắm biển tại những khu vực có mật độ lưu lượng giao thông lớn. Cùng với đó, thành phố Huế chỉ đạo phòng quản lý đô thị phối hợp với các bên liên quan tiếp tục khảo sát những bất cập để đề xuất thành phố phương án giải quyết, từng bước giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông vùng nội đô. Phần cuối là một số thông tin khác.
lần đầu tiên một trại sáng tác điêu khắc truyền thống dân tộc Cơ Tu được tổ chức tại huyện Nam Đông. Tham gia trại sáng tác có 36 tác giả, trong đó có 19 tác giả của huyện Nam Đông, 7 tác giả đến từ khoa điêu khắc của trường học nghệ thuật, 7 tác giả đến từ huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, 3 tác giả đến từ huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Với khoảng 140 đến 150 tác phẩm, các tác giả tham gia trại sẽ được đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ theo quy định. Tác phẩm không được sao chép ý tưởng tác phẩm khác và chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của luật sở hữu trí tuệ. Được Ủy ban Nhân dân huyện bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm do tác giả sáng tác. Ngoài ra, các tác phẩm được hình thành sau khi kết thúc trại sáng tác, tác giả sẽ tặng cho huyện để trưng bày tại vườn tượng làng văn hóa dân tộc Cơ Tu. Trại sáng tác điêu khắc truyền thống dân tộc Cơ Tu huyện Nam Đông lần thứ nhất năm 2023 với ý nghĩa nâng cao ý thức cộng đồng về bảo tồn truyền thống văn hóa, đồng thời cũng mong muốn mang đến cho quý vị quan khách những trải nghiệm chân thật nhất, những cảm xúc ấn tượng và những cảm nhận khó quên khi được trực tiếp giao lưu, tiếp xúc với các nghệ nhân, được tìm hiểu và biết thêm kiến thức về giá trị di sản văn hóa truyền thống của người Cơ Tu thông qua kỹ thuật trình diễn và những tác phẩm do các nghệ nhân làm ra. Và hơn nữa, để công chúng được hiểu hơn về một tộc người anh em đang sống cùng mảnh đất, góp phần làm đa dạng văn hóa trên mảnh đất Nam Đông. Đồng thời, trại sáng tác còn là dịp để đồng bào Cơ Tu có cơ hội được quảng bá giới thiệu đến du khách và công chúng về những nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của dân tộc Cơ Tu. Cục Thuế tỉnh tổ chức chương trình lựa chọn hóa đơn may mắn cho những hóa đơn điện tử quý 2 năm 2023. Quý 2 năm 2023 có 57.138 hóa đơn hợp lệ của người mua là cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện được tham gia lựa chọn hóa đơn may mắn. Quá trình lựa chọn hóa đơn may mắn được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ, đảm bảo tính khách quan, minh bạch và lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn điện tử để chọn người trúng thưởng. Tổng giá trị giải thưởng mỗi quý là 30 triệu đồng, gồm 1 giải nhất 5 triệu đồng, 3 giải nhì mỗi giải 3 triệu đồng, 5 giải ba mỗi giải 2 triệu đồng, 6 giải khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng. Chương trình nhằm khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ, đồng thời tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, bảo vệ quyền lợi cho người mua, khuyến khích người bán hàng hóa cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày cũng sẽ khép lại chương trình sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tại Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày nắng gián đoạn, chiều và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nên nhiệt độ cao nhất ở vùng đồng bằng và Nam Đông ở mức 32 đến 34 độ, huyện A Lưới từ 29 đến 31 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ, độ ẩm phổ biến từ 70 đến 75%. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.